Thì chúng ta cùng theo dõi một cái ca của Quỳnh Mai sinh năm 2001 đến từ Thanh Oai. Thì Quỳnh Mai trước khi mà vào đây thì con có thể là tâm sự cái quá trình con bị và cái liệu trình điều trị và cái quá trình mà bác đã đang xử lý cho con như thế nào? Cháu bị lúc cháu bị không phải là chảy khó miệng ạ. Thì cháu đi nhiều kiểu đi một nha khoa. To này một tí cho chú. Cháu đi một nha khoa thì họ bảo là cháu bị răng khôn ấy, bảo nhổ thì cháu không, cháu xem xét thì cháu ra viện thì họ thì bảo cháu về tập há miệng ấy. Thì cho thuốc về 2 tuần sau ra. Nghĩa là cái quá trình nó bị hạn chế há miệng đấy là sau một cái đợt sốt nó bị luôn. Vâng, sau sốt là cháu bị luôn ạ. Và là há miệng nó hạn chế bao nhiêu mm? Cháu không đo ạ. Nghĩa là nó có đút được 2 ngón tay vào không? Lúc đấy hình như không, sau ra viện thì uống dẫn cơ thì đút 2 ngón tay vào ạ. Xong rồi cháu đi ra viện kiểm tra lại thì họ bảo đông má thế thôi ạ. Thì bây giờ cháu bảo thế cháu họ là đi về mẹ cháu ở xem xét đấy. Thì cháu về cháu tìm thấy đổ lên cháu bị út tút đấy. Thì cháu nhìn thấy bác thì cháu xem thì cháu vào phây cháu xuất ra thì cháu đặt lịch ạ. Cháu đến ạ. Cháu đặt lịch là tuần trước rồi ấy. Tuần trước bác đi công tác đúng không ạ? Cháu xong rồi đến bảo hôm nay bác mới về. Vâng, đến nay cháu đặt lịch hôm nay ạ thì cháu đến ạ. Thế thì quá trình há miệng của Quỳnh Mai đấy thì là đã chụp chiếu và bác đã tìm ra nó một cái chật đĩa bất hồi và nó gây cả tổn thương chèn ép mô sau đĩa của con. Và bác đã làm cái thủ thuật nắn đĩa vừa nãy rồi, thì có một cái video các anh chị quay lại rồi. Thì sau đấy thì sau khi nắn đĩa xong thì Quỳnh Mai cảm thấy như nào? Thì cháu thấy há miệng to ra hơn thì vui hơn ạ. Vui không? Vâng ạ. Bây giờ con có thể há miệng bình thường cho mọi người để có thể đưa hàm dưới ra trước thử cho nào. Há hết cỡ. Há hết cỡ. Nữa từ từ, cứ từ 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 từ. Từ từ há nữa đi. Há nữa đi. Nghe là bây giờ là quay lại há như ngày xưa chưa? Gần như ngày xưa rồi đúng không? Vâng, gần như ngày xưa rồi. Thì là cái đĩa của con là một cái tổn thương như ngày xưa theo cái sách mà tài liệu của Ken Sơn người ta nói ấy, thì là trong vòng 3 tuần ấy là người ta mới làm cái thủ thuật gọi là nắn cái đĩa này nè. Nắn cái đĩa này nè. Và người ta nghĩ rằng sau 3 tuần thì là không thể làm được cái điều này. Nhưng mà của con rất là may mắn là chỉ tuần thứ 6 rồi đúng không? Vâng, tuần thứ 6. Thì là con đã nắn thì cái đĩa nó quay trở lại và con cảm thấy có tiếng lục cục ở đây không? Có. Nghĩa là gì? Có cái tiếng lục cục chứng tỏ là cái đĩa nó đang nằm ở trên đấy. Bác Thu hiểu không? Nghĩa là gì? Có cái tiếng lục cục chứng tỏ là cái đĩa nó đã bắt được về trên cái đỉnh của cái đầu khớp. Và lúc này chúng ta có cơ hội là gì? Bắt lại cái đĩa đó. Và cái lộ trình điều trị của chúng ta là giống như vừa nãy chúng ta hướng dẫn rồi, là bây giờ là ta phải cố định lại nó và chúng ta phải làm một cái máng định vị để sau đó dần dần chúng ta mới đưa dần dần cái cả cái đĩa và cái nồi đĩa nó đưa về trở về cho con. Thì đây là cái ca rất là may mắn, thực sự là sau 6 tuần rồi thì là bác sĩ Trung đã nắn đĩa lại cho bệnh nhân. Và con thực sự là một cô gái rất là nhỏ thôi, sinh năm 2001 mà 21 tuổi. Nếu chúng ta không nắn được đĩa này lại và nó bị sơ cứng thì đồng nghĩa phải mất cái khớp đầu đấy. Và con lúc nào nó ở trong trạng thái hạn chế há miệng 24 mm, giống như ban đầu chúng ta kiểm tra hết cỡ 24-25 mm. Và cuộc đời con từ giờ đến lúc đấy là lúc nào cũng bị há miệng hạn chế như thế. Đấy là cái mà tại sao mà khi mà bác sĩ nha khoa của chúng ta phát hiện ra được cái hạn chế há miệng thì chúng ta phải tìm được cái nguyên nhân. Thì hôm trước mình đã nói là có 4 nhóm nguyên nhân mà gây hạn chế há miệng. Một là gì? Chúng ta phải xem nó có uốn ván hay không. Vậy thì chúng ta thấy là tuần thứ 6 nó không có sốt, không có cứng gì cả. Chúng ta loại trừ được uốn ván, đúng không? Chúng ta xem là có ung thư hay không. Với một cô gái không có u cục với tất cả mọi cái này, chúng ta kiểm tra không có ung thư, đúng không? Chúng ta không phải là không ung thư mà chúng ta loại trừ nó, có thể không nghĩ tới nó. Để hạn chế há miệng thứ 3 của chúng ta có thể do sợ khuẩn đấy. Và nguyên nhân thứ 4 của chúng ta đó là hệ thống co cơ cứng của chúng ta và cái chật đĩa của chúng ta. Cái chật đĩa của chúng ta là gì? Khi nó bị chật cái đĩa ra khỏi cái đầu khớp của chúng ta, nó gây tình trạng là gì? Không có cử động được nữa, nghĩa là tiếp xúc trực tiếp cái đầu lồi cầu của chúng ta với đầu xương thì nó sẽ không há miệng ra được. Và nó cứ há ngậm trong một cái trạng thái rất là nhỏ thôi và nó gây đau của bệnh nhân. Và có thể lúc đầu là người ta có thể lúc đầu từ một cái sơ cứng, ví dụ như là cái răng khôn nó gây áp xe thì người ta nghĩ vậy. Là người ta nghĩ hạn chế há miệng, nghĩa là một cái áp xe ở cái vùng hàm miệng thì nó có thể gây hạn chế há miệng. Đấy là cả những nguyên nhân mà chúng ta phải phát hiện ra được khi mà chúng ta chẩn đoán. Khi chúng ta loại trừ cấp cứu là gì? Uốn ván là phải cấp cứu đầu tiên. Còn những cái khác không phải là cái cấp cứu tuyệt đối. Và khi chúng ta xác định nó là chật đĩa thì phải cố gắng trước 3 tuần là tốt. Bệnh nhân này là may mắn trong vòng là gì? 6 tuần chúng ta vẫn đạt được cái vấn đề này. Thì hy vọng là nó đạt được cái kết quả tốt cho bệnh nhân. Vậy thì khi mà xong cái ca này đấy thì chúng ta sẽ phải làm cái gì?
chúng ta sẽ phải cố định lại cái hàm dưới. Hơi ngắn lại cho chú. Cắn lại. Nghĩa là từ cái vị trí hàm dưới này thì nó sẽ làm cho cái vấn đề cái đĩa khớp, cái đầu của cái khớp này nó được giải nén. Và bệnh nhân cái đĩa nó được bắt trên cái đầu khớp. Và chúng ta thấy là gì? Cái xương hàm dưới ở đây nó có cái nồi, có cái đầu lồn cầu ở đây. Trên đầu lồn cầu nó phải có một cái đĩa giống như kiểu là cái mô cú lồi đây. Nó lúc nào nó chuyển động trên cái đầu này. Đúng không? Nó chuyển động như này. Đấy, nó chuyển động như này. Thì nó chặt mất. Đúng không? Bây giờ mình bắt lại cái đĩa này rồi. Thì bây giờ mình thấy là bệnh nhân là há miệng từ vị trí này cho chú. Đúng không? Cắn lại. Chúng ta không cần tối đa chuyển trượt ra trước được, cho định vị nó ra trước, gọi là định vị ra trước hả tâm. Nghĩa là định vị này có thể trong một ngày thôi, để cho nó quen thôi. Sau đó thì chúng ta đợi chờ cái máng của chúng ta sẽ tính toán xem là chúng ta định vị ở như nào, để trên lâm sàng như thế nào. Với há to là chỉ chung đưa hàm dưới ra trước. Há từ từ ra, há từ từ ra, há từ từ ra, há từ từ ra, há từ từ hết cỡ, nữa đi, nữa đi, nữa đi. Nhớ đi. Nhớ đi. Nhớ đi. Nhớ hết cửa. Nhớ hết cửa. Nghĩa là chúng ta để tự do bây giờ nó rơi về được khoảng 40mm. 40mm, nghĩa là để nó về tận đây được. Nghĩa là để trạng thái há miệng bình thường của chúng ta khoảng 45mm. Nghĩa là há miệng hết cỡ là 45-50mm. Quá 50 chúng ta gọi là gì? Lỏng. Lọc khớp, cái này cái dây chẳng giãn quá mức để chúng ta làm. Nặng được chưa? Ok.